của cái thằng này nữa ha. Cái thằng này nhỏ xíu xíu rồi ha, mày là đứt quỷ ha mày. Mày mới ba lớn mày thành quỷ ha mày. Mày nhỏ nhất mà cái miệng mày la lớn nhất. Mày là ôm sồm của cái xóm này. Mày nghĩ sao mày nhỏ vậy mày, mày đeo nón gai ha mày. Mày là cái sầu riêng hả mày. Còn cái thằng quỷ kia cái áo trắng cho mày. Mày nhà giàu sao mày không ở nhà mà đi. Mày hưởng mày lạnh đi, mày ra đây mày chơi đá banh làm cái gì hả? Thảo đỏ này nữa nha ha. Mày không được, mày đựng tuổi mày không nói là tao không nói mày nghe mày. Mày la lớn nhất cái miệng mày, nhỏ nhất mà mày la lớn nhất cái xóm này là mày nghe. Còn con gái trời, con nhỏ này mày dễ sợ. Mắt cận không lo nhà học bài, không lo ca hát. Con gái chọn một cái môn nào đi theo thùa đi bếp nút. Yeah.